Còn trong sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh khai mạc phiên giao dịch việc làm trực tuyến năm 2023. Sự kiện lần này có 18 trung tâm dịch vụ việc làm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các tỉnh lân cận tham gia. Và cũng là lần đầu tiên Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ thực hiện hỗ trợ kết nối trực tuyến cho người lao động và doanh nghiệp tại cổng thông tin Việc làm Cần Thơ qua địa chỉ www.việclamcanthơ.vn. Phiên giao dịch việc làm lần này có sự tham gia của 302 đơn vị tuyển dụng với 21.272 vị trí việc làm. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tại thành phố Hồ Chí Minh cao nhất với 6.012 vị trí. Trong thời gian diễn ra phiên giao dịch việc làm trực tuyến, người lao động sẽ được hướng dẫn đăng ký tìm việc làm và tiếp xúc với nhà tuyển dụng qua mạng Internet.